Giáng sinh do các em thiếu nhi giáo xứ Bắc Hà biểu diễn. Sinh thảo mộc và hãy có các loài vật đủ các loài dưới nước, trên trời và trên khắp mặt đất. Chúng làm chủ mọi vật trên mặt đất. Thank you.
biết lành biết dữ. Chúa cảnh báo ngày nào con người ăn vào họ sẽ chết vì không nghe lời Thiên Chúa. Tổ tông loài người đã nghe theo lời xúi dục của con rắn, họ đã ăn trái cấm và phải chịu hình phạt. Sao con lại nghi ngờ tình thương ấy?
trôi từ muôn phút ơi. Ta dắt con vào vườn thiên thu, trong dấu em lời ta thì thầm. Ta yêu con có biết chăng, nhưng sao con trôi bỏ tình ta. Ta dắt con vào vườn thiên thu, trong dấu trôi bỏ tình ta. Điều đó nên ngươi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Ngươi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời ngươi. Ta sẽ gây mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu ngươi và ngươi sẽ đánh vào gót nó. Cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén, ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con, ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi. Còn ngươi, Adam, vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta đã truyền cho ngươi rằng ngươi đừng ăn nó, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi. Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mè ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi. Ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất. Sau khi bị Thiên Chúa mời ra khỏi vườn địa đàng, con người ngày càng chìm đắm trong tội lỗi. Cain giết Abel, án mạng đầu tiên trong dòng lịch sử cứu độ đã xảy ra. Tội lỗi ngập tràn khắp mặt đất. Vì thế, Thiên Chúa kiếm một trận đại hồng thủy, quét sạch tất cả mọi sinh vật trên mặt đất. Nhưng Chúa đã gìn giữ gia đình ông Noe, vì ông Noe là người công chính, hoàn hảo giữa những người đồng thời. Giờ tận số của mọi xác phàm, vì tại chúng mà đất đầy bạo lực. Này ta sắp tiêu diệt chúng cùng với đất. Ngươi hãy làm cho mình một chiếc tàu bằng gỗ bách. Phần mình ta sắp cho hồng thủy, nghĩa là nước lụt xuống khắp mặt đất, để tiêu diệt mọi xác phàm có sinh khí dưới gầm trời. Mọi loài trên trái đất sẽ tắt thở, nhưng ta sẽ lập giao ước của ta với ngươi. Ngươi hãy vào tàu cùng với các con trai ngươi, vợ ngươi và vợ của các con trai ngươi.
được chỉ họ làm cái gì mà đóng cái tàu to lắm. Giời ơi, cô em, mặc kệ họ đi mà. Nè, các anh làm cái gì mồ nào thế hả? Đừng có tai họa ập xuống nữa đó. Ăn năn và sám hối đi. Mày nói cái gì? Tao ở đây bao nhiêu năm, làm gì có tai với họa? Tụi tao đang phấn khởi mà. Mày nói cái quái gì vậy? Nói lại tao nghe coi. Kính thưa cộng đoàn, xã hội hôm nay và xã hội ngày mai sẽ đi về đâu? Nếu chúng ta chỉ biết sống hưởng thụ theo cảm tính, không còn khả năng tự chủ trước điều xấu, chiều theo thói hư tật xấu, con người đã đánh mất hết tất cả lòng tin vào nhau, gia đình tan rã, ly dị ngày càng gia tăng, con cái bỏ nhà, bỏ học, tâm ra như đốm. Vậy mỗi gia đình chúng ta, đặc biệt là mỗi bản thân con người chúng ta, cần phải làm gì và sống như thế nào để tránh đi những tệ nạn? Thưa cộng đoàn, một con chim bồ câu đã được thả ra từ tàu ông Noe, và sau khi bay lượn trên mặt đất, nó đã quay trở về với ông, mang theo một nhánh lá non. Đây là dấu hiệu của một sự sống mới đã được hồi sinh sau trận lụt Đại Hồng Thủy. Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,